Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khí cụ nong xương hàm trên MSI. Lái xe bác sĩ phòng. Chúng ta sẽ được trình bày bởi giáo sư Won Moon. Đây là nhà phát triển của khí cụ MSI. Ông là phó giáo sư lâm sàng cũng như là giám đốc chương trình nội trú và chỉnh nha. Xin chào các bạn, tôi là Won Moon và tôi là một trong những người phát triển MSI, đó là khí cụ nong xương hàm trên. Ở năm 2003 và 2004 thì FDA cuối cùng đã chấp thuận cho việc sử dụng micro implant cho điều trị trên bệnh nhân chỉnh nha. Và điều này rất là tuyệt vời dành cho chúng ta bởi vì một số trong chúng ta thì đều muốn là tối ưu cái việc neo chặn. Tuy nhiên thì ở cái góc nhìn của tôi, quan điểm của tôi thì tôi muốn tích hợp nó vào trong cái điều trị chỉnh hình xương class 2, class 3 cũng như là những bệnh nhân mà muốn điều trị theo chiều ngang. Và cái concept này rất đơn giản là trong nhiều thập kỷ vừa rồi thì chúng ta đều có thể nới rộng theo chiều ngang ở hàm trên bằng cái khí cụ là HYRAS, là khí cụ nong nhanh. Và ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ tích hợp giữa mini implant với cái khí cụ tác động trên răng và xương là HYRAS để tạo ra một khí cụ tác động thuần túy trên xương. Và chúng ta sẽ có một cái sự nới rộng xương rất là ổn định cũng như nhiều ý nghĩa hơn. Ở đây là thiết kế đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một cái HYRAS cổ điển như thế này mà chúng gọi là khí cụ RP. Và chúng tôi hàn bốn cái ống đặt implant ở đây để tạo ra một cái khí cụ nong xương. Và chúng tôi gọi nó là cái gì? Thì chúng tôi gọi nó là Micro Implant Assisted Rapid Plateau Expander, hay còn gọi là tắt là gì? MAPI. Trong nhiều năm á, thì sau nhiều năm thì chúng tôi đã cải tiến nó dựa trên cái kinh nghiệm lâm sàng của chúng tôi cũng như là những cái phản hồi từ phía bệnh nhân của chúng tôi. Và chúng tôi đã phải biến một chút xíu để tạo thành cái thiết kế mới như thế này. Và ngày nay thì thực tế chúng tôi đã có những cái hàm nong tiền chế có cái sự chính xác cũng như sự ổn định. Tuy nhiên như vậy, không phải chỉ một mình tôi tư duy theo cái lối như vậy. Có rất là nhiều bác sĩ chỉnh nha chúng ta cũng đã muốn tối ưu hóa cái việc nong xương với micro implant. Thì cũng có những cái sự phát triển các cái khí cụ tương tự như vậy và cũng được gọi là cái MAPI. Cho nên là MAPI nó trở thành một cái thuật ngữ khá là phổ thông chung. Vấn đề ở đây là có rất là nhiều cái thiết kế đến từ nhiều cái nhà nghiên cứu khác nhau và nhiều cái protocol điều trị dựa trên những cái nghiên cứu khác nhau. Và nó trở nên rất là dễ để nhầm lẫn bởi vì có những cái kết quả nghiên cứu nó sẽ trái ngược và mâu thuẫn với những cái khác. Và để tách biệt cái sự khác biệt của chúng tôi với những phần còn lại thì chúng tôi quyết định đổi tên từ MAPI thành cái là MSI, là khí cụ nong xương hàm trên. Và những cái điều mà chúng tôi thực hiện với cái khí cụ này nó cũng sẽ khác với những cái khí cụ còn lại. Và cái MSI nó sẽ khác với những phần còn lại như thế nào? Có rất là nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ nhấn mạnh những cái điểm chính. Một trong những cái điểm khác biệt đó là chúng tôi tạo ra cái lực ở phía sau so với cái lực ở phía giữa hoặc là trước của những cái khí cụ khác. Và đây là lý do tại sao. Để chúng ta nới rộng được cái xương hàm trên thì chúng ta cần phải vượt qua cái cấu trúc mà cản trở ở đây. Đó là cái trụ gò má cũng như là cái khớp bướm chẩm. Cả hai cái cấu trúc này nó đều nằm ở phía xa. Và những cái khí cụ truyền thống cổ điển thì nó thường đặt ở phía trước hơn. Ở so với cái vùng mà gọi là đối kháng này, vùng cản trở này. Và nếu chúng ta đặt cái khí cụ ra phía xa, đấy, đối với tôi. Tuy nhiên thì là cái giới hạn là cái khẩu cái mềm. Cho nên là khi mà đặt ra phía sau nhưng mà giới hạn của tôi vẫn là khẩu cái mềm.
Và giải pháp của chúng tôi đó là gì? Để chúng tôi sẽ làm tăng cái khoảng cách gần xa ở trong cái nội bộ vít, nội tại vít để tạo ra cái sự nới rộng song song. Sau nhiều năm thì chúng tôi đã có những cái bằng chứng để hỗ trợ chứng minh cho cái việc là MSI nó có thể tạo ra cái sự nới rộng song song giống như là hình ảnh minh họa ở đây. Thì hầu hết những cái khí cụ nong rộng khác như là MAPI hoặc là HIRAS hoặc là những khí cụ nói chung khác thì nó sẽ tạo ra một cái kiểu nong hình V như thế này. Nong nhiều hơn ở phía trước và ít hơn ở phía sau. Và cái sự khác biệt khác của MSI đó là gì? Chúng tôi tin rằng MSI là khí cụ duy nhất trên thị trường hiện nay có cái sự gài mini vít, implant vào hai bản xương. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta muốn tránh cái hình dạng nới rộng hình chữ V, bởi vì là cái khí cụ truyền thống nó làm như vậy, hoặc là một số các cái MAPI khác nó cũng làm như vậy. Thì tuy nhiên thì là bằng cái việc mà chúng ta gài mini implant vào trong hai bản xương đến vòm miệng cũng như là sàn mũi thì chúng ta có thể là tạo ra cái sự nới rộng song song. Ở đây rất rõ ràng là chúng ta có thể thấy sự nới rộng song song ở đây và một cái đường khớp được mở rất là tốt. Ở đây là cái minh họa trên 3D và với phim X-quang 3D và như chúng ta có thể thấy ở đây là sự nới rộng song song xuyên suốt như thế này. Và chúng ta có thể thấy là nới rộng ở vùng mũi nhiều hơn cái vùng xương khẩu cái xương ổ răng. Và chúng ta có thể nới rộng vùng xương mũi ở đây và thậm chí là cả cái cung gò má ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy và nó có cái sự nới rộng ở cái tầng mặt giữa nhiều hơn là chỉ là cái hàm trên. Và cái việc mà gài xương gài mini vít vào hai bản xương nó có thể tạo ra một cái sự nới rộng rất là tốt cả toàn bộ mặt. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là gì, 3/4 phía trước chúng ta thấy những cái đường khớp xung quanh hàm trên nó đều bị ảnh hưởng và những cái cấu trúc xung quanh nó cũng vậy. Đây là nhìn từ phía bên trái 3/4 phía trước, chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự mở rộng rất rõ ràng giữa cái xương mũi cũng như là cái xương xung quanh và có cái sự trượt khớp như là cái sự nong giống như chữ nong. Và một cái đặc điểm ưu điểm khác của cái việc là nới rộng song song đó là chúng ta sẽ nhìn ở đây khi chúng ta có cái chuyển động giống như là cái nới rộng cái trượt khớp thì chúng ta sẽ tư duy đến cái việc là gì, bởi vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái vùng mặt mà, thì chúng ta sẽ kết hợp cái việc nong với việc kéo ra phía trước như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái sự kết hợp giữa MSI và face mask để trở thành một cái khí cụ điều trị tiềm năng dành cho cái hạng 3 ở bệnh nhân đang tăng trưởng. Chúng ta sẽ thay đổi ở tăng trưởng. Đây là một bệnh nhân đã được điều trị hạng 3 và chúng ta có thể thấy đường đen ở đây là trước điều trị, đường màu xanh là sau điều trị và có một cái sự di chuyển ra phía trước rất là nhiều của xương hàm trên. Chúng tôi đã thay đổi cái góc ANB 8 độ chỉ trong vòng 10 tháng và nó vượt qua cái gọi là giới hạn của cái điều trị phơi mát cổ điển truyền thống, bởi vì là chúng ta đã có thể làm lỏng cái tất cả những cái đường khớp xung quanh xương hàm trên cùng với cái cấu trúc ở cái tầng mặt giữa. Và đây là cái với cái khí cụ mà phơi mát và cái khí cụ tựa trên răng và xương thì chúng ta chỉ có thể làm là nghiêng cái răng cửa ra phía trước, đó là cái di chuyển không mong muốn. Còn với cái khí cụ face mask và MSI trên tựa trên xương ấy, hoàn toàn trên xương thì chúng ta có thể đưa cái xương hàm trên ra phía trước nhưng mà cái răng thì nó lại cụp vào trong, nó có thể đi vào trong, đó là sự bù trừ, khử bù trừ và là một cái đặc điểm đặc biệt của cái MSI khi mà kết hợp với face mask nó có thể khử bù trừ cái việc nghiêng này. Và với đường thở thế nào thì cái việc nới rộng đó nó có thể tạo ra một cái sự mở rộng đường thở và nó đã diễn ra giống như vậy. Đã. Ở đây là một bệnh nhân trẻ tuổi thì có cái chứng là khó thở và được nong với MSI và chúng ta có thể thấy cái đường thở ở đây được mở ra hốc mũi được mở ra 1,5 1 1 năm rưỡi sau chúng ta thấy là gì, nó
hoạt động chức năng tốt. Và đối với bệnh nhân lớn tuổi thì như thế nào? Chúng ta cũng có thể làm được tương tự không? Thì chắc chắn rồi, có thể làm được. Đây là bệnh nhân 30 tuổi, không cần phải phẫu thuật, và chúng ta có thể nong cái hàm trên như này, tách cái hàm trên như này. Và đây là phim X quang của cùng một bệnh nhân trước và sau. Chúng ta có thể thấy sự song song xuyên suốt như thế này, với cái sự gài hai bản xương của cái mini implant. Bệnh nhân 38 tuổi cũng có thể nới rộng, ở ngay chỗ này chúng ta có thể thấy là cái kích thước nó khoảng trống nó lớn hơn cả kích thước của một cái răng, mà không cần phải phẫu thuật. Khi mà chúng ta nhìn vào X quang như thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng cái tất cả implant đều song song, mini implant đều song song, tạo ra sự nới rộng song song. Và chúng ta thấy là nới rộng ở phần chóp nhiều hơn cả ở phần thân, của răng ở cái hàm trên. Ở đây là bệnh nhân 54 tuổi. Trước đây thì bệnh nhân 54 tuổi gần như là bất khả thi khi mà nới rộng nếu mà không có phẫu thuật. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có thể nới rộng ở đây. Chúng ta thấy là nới rộng hàm trên ở đây. 54 tuổi. Rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta sẽ thấy là sự nới rộng song song ở bệnh nhân 54 tuổi. Có phải là tất cả những cái điều trị MRI đều thành công hay không? Chắc chắn là không rồi. Phần lớn thì là như vậy. Tuy nhiên thì cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải xử lý khi nào chúng ta thất bại. Phần lớn chúng ta thất bại là bởi vì không có cái sự gài hai bản xương của cái mini implant. Đó là một điều rất là quan trọng. Chúng ta cần phải có cái sự gài hai bản xương này. Ở đây là lý do tại sao khi chúng ta có sự gài hai bản xương thì cái lực mà ở phía dưới ở chỗ này nó sẽ được truyền tải lên phía trên, và nếu thiếu cái việc đó thì nó sẽ gây ra cái sự căng hai sức căng hai bên không đều trong cái quá trình nong. Và khi mà chúng ta không đạt được cái việc là gài lên cái sàn mũi thì cái việc lực lực nong ở phía dưới nó sẽ không được truyền một cách tuyến tính lên phía trên. Lực phía trên nó sẽ yếu hơn lực phía dưới, và nó sẽ tạo ra cái sự nghiêng của implant cũng như là cái sức căng không đều ở hai bên. Nó là cái nguy cơ tiềm năng của cái sự thất bại. Một trong những cái lý do của chúng ta là tại sao chúng ta không thể đạt được cái sự gài hai bản xương. Cái lỗi thông thường đó là do chúng ta sử dụng cái motor driver, là cái tay vặn, tay tay máy. Chúng ta nên sử dụng tay hơn là cái máy, bởi vì khi mà chúng ta muốn gài hai bản xương, khi mà chúng ta đặt gần đến cái bản xương thứ hai á, nó sẽ trở nên là khó hơn, khó để vặn hơn. Thì nếu mà chúng ta sử dụng một cái motor mà được cài sẵn cái chỉ số torque thì nó có thể là sẽ không đạt đủ torque để mà xuyên qua bản xương thứ hai. Và tất nhiên chúng ta có thể tăng cái torque đó lên ở trên cái motor. Tuy nhiên thì nó có thể là tạo ra một cái lực torque liên tục, và nó làm cho xoắn cái implant, có thể gây ra thất bại, nó chặt implant. Và để đạt được cái sự gài khớp hai bản xương này á, thì chúng ta sẽ cần torque cao, nhưng mà cái lực thì phải là gián đoạn chứ không phải là lực liên tục. Và hầu hết là các cái driver này đều không làm được, motor này không được. Chúng ta sẽ cần phải sử dụng bằng tay. Thì chúng ta có thể đặt được một cái lực với torque cao nhưng mà không gián đoạn để có thể là đi qua bản xương thứ hai. Một cái lỗi thông thường khác đó là do chúng ta đặt cái khí cụ không được khít sát. Cái thân của cái ốc này nó không được đặt sát vào cái phần vòng khẩu. Do đó là chúng ta sẽ không đạt được cái việc là đi implant vào trong cái đầy đủ trong xương. Và nếu mà chúng ta không làm được cái việc đó thì cái việc nghiêng implant nó có thể xảy ra, và nó cũng có thể không chạm đến được cái bản xương thứ hai để nó gài vào, và nó sẽ gây ra cái sự thất bại. Và về việc không sử dụng đúng cái chiều dài của cái implant thì thế nào? Thì thông thường thì chúng ta thấy là nếu mà nó ngắn thì nó sẽ không thể đạt được đến cái việc gài bản xương thứ hai. Một trong những cái
lỗi thông thường, đặc biệt là khi chúng ta điều trị cho những bệnh nhân trẻ, bởi vì bệnh nhân trẻ thì chúng ta thấy là gì nó nên là dùng 9 hay 12, tuy nhiên 9 hay 11, tuy nhiên thì cái việc mà dùng 9 nó sẽ không tốt, chúng ta nên dùng 11 để gài được hai bàn xương. Đối với cái việc sử dụng MSI ở phía trước quá nhiều, bởi vì là phần lớn cái MAPI là được thiết kế đặt ra phía trước. Những người mà đã sử dụng cái MAPI trước đây rồi thì có xu hướng đặt MSI là ra phía phía trước nhiều hơn. Và khi nó xảy ra cái việc đó thì cái chúng ta thấy là vùng xương phía trước ở cái khẩu cái nó sẽ dày hơn cái vùng xương ở phía sau. Nó sẽ cản trở cái việc là gì? Nó chúng ta sẽ không đạt được cái việc gài cái mini vít vào hai bản xương, dẫn đến nó gây ra vấn đề. Thì ở đây một cái ca mà chúng ta có thể nhìn thấy cả bốn cái mini vít này nó không gài vào cái xương ở cái sàn mũi ở trong cái, và nó bị nghiêng, nó bị bẻ, nó bị uốn. Các cái vấn đề về lâm sàng nó cũng có thể xảy ra, như là gì chúng ta có cái sự nới rộng không đồng đều thì có thể thấy là gì implant bị nghiêng hẳn ra so với những cái khác, và cái implant nó cũng bị nghiêng, bị uốn, và chúng ta có thể thấy là cái khâu của cái răng số 6 bị mất và cái xâm phạm vào cái mô mềm. Đây là một cái tình cảnh mà không muốn. Thì khi mà chúng tôi lấy cái mini vít ra thì chúng ta sẽ thấy là gì cái nó bị uốn như thế này, tất cả đều bị uốn, là bị biến dạng, hoặc những cái khác nó bị biến dạng, bị uốn như thế này, bởi vì nó bị chịu những cái sự căng khác nhau và thêm những sự căng khác. Và điều rất là quan trọng đó là để thành công đó là gì, chúng ta cần phải có sự gài hai bản xương của mini implant. Về việc xâm phạm vào cái mô mềm thì điều gì xảy ra khi chúng ta có cái là chúng ta cần phải đảm bảo được cái cánh tay hỗ trợ này nó phải nằm cách xa cái mô mềm, không giống như là hai rát thì nó nong ở phía dưới nhiều hơn nong ở phía trên. Khi mà MSI á, thì cái lực ở phía trên nhiều hơn cho nên là nó nới ở phía trên, còn ở phía dưới so với phía dưới là vì phía dưới có cái sự nâng đỡ của cái trụ gò má. Với cái sự di chuyển không đều sang bên như vậy thì nếu chúng ta không có cái khoảng cách giữa cái tay nâng đỡ với cái mô mềm thì nó sẽ bị xâm phạm vào. Ở đây chúng ta có thể thấy là gì bốn cái cánh tay này nó nằm theo hướng khác nhau. Đây là kiểu cũ và tôi đã thay đổi sang kiểu mới rồi, và chúng ta sẽ không sử dụng nhiều cái cánh tay như thế này nữa và giảm thiểu cái nguy cơ bị xâm phạm vào cái mô mềm. Thì hiện tại thì chúng ta chỉ đặt vào răng số 6, cánh tay nối đến răng số đến bên của răng 6 thôi. Nó sẽ có khoảng cách là tối thiểu là 2 mm. Và về cái protocol để mà nới thì như thế nào? Đôi khi nó cũng thất bại đấy. Bởi vì cái việc nới cái đường khớp này là rất là khó khăn ở người trưởng thành. Và khi mà thông thường khi mà thấy những khó thì chúng ta hay giảm cái cường độ. Thì cái điều đó không đúng và chúng ta cần phải làm ngược lại. Đối với những bệnh nhân mà nhiều tuổi, thậm chí là rất là cao tuổi, chúng ta cần phải có một cái cường độ cao hơn, lực cao hơn. Chúng ta cần phải tách cái đường khớp, cho nên chúng ta cần phải vượt qua cái sự gài khớp của hai cái phần xương của xương hàm trên. Thì nó đòi hỏi là cần phải có một cái lực sang bên rất là mạnh ngay từ đầu. Và khi chúng ta đạt được cái sự mở khớp rồi thì chúng ta có thể giảm cái cường độ nó xuống. Một cái vấn đề thường xuyên đối với người sử dụng MSI đó là chúng ta sẽ phát triển nó. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là gì? Chúng tôi đã cải tiến cái thiết kế. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái minh họa rằng á là cái tác động trên một cái đầu đũa như thế này, một cái đũa. Đây là đũa dùng một lần, hai cái đũa được gắn ở phần 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 chóp, phần đuôi. Khi mà chúng ta tách từ phần đầu phía trên ra thì cái việc dùng lực để tách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà chúng ta tách ở phần đuôi như thế này thì cái lực nó sẽ rất là mạnh để tách ra. Đây. Thì đây là cái mà chúng ta đấy chúng ta minh họa rằng đấy, khi mà chúng ta tách ở cái phần đuôi như thế này chúng cần một lực rất là mạnh.
Và về về mặt gọi là mô phỏng thì Hi-Rez nó tương tự như là cái việc mà chúng ta tách đũa từ phía trên. Nó cần một lực rất là nhẹ có thể làm được, nhưng mà nó tạo hình V. Thế còn đối với MSI tách từ phía sau và nó tạo ra một cái lực song song với một cái lực rất là lớn hơn để nó tách ra. Cái vấn đề đối với cái thiết kế cũ của chúng tôi đó là khi chúng tôi sử dụng cái ốc phổ thông của cái Hi-Rez, nó không thể đặt được một cái lực không thể đặt được một cái lực mạnh lên trên cái ốc như vậy. Và ở đây đây chúng ta thấy là cái thiết kế ốc cổ điển, và chúng ta cần phải có một số là chúng ta đã có một cái thiết kế khác ở đây. Nó cho phép áp dụng một cái lực mạnh hơn để tách cái đường khớp ra. Và đối với điều trị ở bệnh nhân mà có ngừng thở khi ngủ và giảm cái sự sử dụng máy trợ thở thì có 80% những bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ là không được chẩn đoán. Và tôi đã có những cái bằng chứng về bệnh nhân của tôi trong nhiều năm thì cái MSI nới ra thì họ có thể là không cần phải ngáy, họ ngừng ngáy và họ thở tốt hơn, thậm chí là họ cũng không biết là họ gặp những cái vấn đề về thở như vậy. Và chúng tôi đang tiếp tục thu thập những dữ liệu nghiên cứu và gồm đo những cái luồng thở, luồng khí cũng như là những cái sensor để kiểm tra và thiết lập những cái protocol để mà điều trị tốt cho những bệnh nhân này. Chúng tôi đang nghiên cứu như vậy. Và cái việc điều trị thì chỉnh hình xương ở bệnh nhân trưởng thành thì thế nào, thì như tôi đã nói từ phía trước đó, thì cái việc điều trị chỉnh hình xương đối với hạng 3 và sự kết hợp của MSI và Vmax rất là tốt, thì cái điều này nó có thể làm được như ở bệnh nhân trưởng thành hay không, thì như ở đây chúng ta thấy là một cái sự minh họa là cái trượt của cái khớp. Thì ở đây là gì, chúng ta có thể đạt được một cái lực theo chiều trước sau để đưa cái hàm trên ra phía trước hay không, đẩy cái hàm trên tăng trưởng ra trước. Thì ở trên bệnh nhân trưởng thành chúng ta tạo ra một cái sự dịch chuyển tương tự như là phẫu thuật đấy. Thì cũng có rất là nhiều cái điều mà chúng ta còn chưa biết, cũng như là những cái khả năng thú vị khác nhau của cái MSI mà chúng tôi đều cố gắng để giải quyết hàng ngày. Hy vọng là một ngày nào đó chúng ta có những cái câu trả lời cũng như protocol để điều trị tốt cho những cái ca khó và ca bất khả thi. Xin cảm ơn. Dịch thuật bác sĩ Phong. Nếu có sai sót thì các bạn comment giúp. Xin cảm ơn, hãy like, share và chia sẻ.